Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời tất cả quý vị cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Lần trước chúng ta nghe cô kể thật nhiều những kỷ niệm của cô trong cuộc đời đi hát trước năm 75. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với Nhật theo dõi và cũng như đi thêm cái đoạn đường nghệ thuật của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Thưa cô, biến cố 30 tháng 4 75 ít nhiều cũng ảnh hưởng tới cái cuộc đời đi hát của cô. Phải không cô? Đâu phải một mình cô là Dạ nhiều người lắm chứ đâu phải Dạ mình cô con. Dạ vâng Và cô bị kẹt lại ở Việt Nam tới mấy năm rồi? Cô 3 năm coi, cô ở lại 3 năm. Dạ. Và cô tới Bi Đông vào Cô tới Bi Đông năm 78. Dạ Rồi cô ở đó chỉ tới tháng 7 năm 79 cô mới qua Mỹ. Dạ Cái thời điểm đó thì con nghe kể lại là có vài bài hát mà gắn liền tới tên tuổi cô tới ngày hôm nay. Đó là bài Chuyện Buồn Ngày Xuân, Gửi Người Ngàn Gửi Dặm. Người Ngàn Dặm, vân vân là nhạc sĩ Lam Phương, có phải là viết cho tâm sự của cô không? Có nghĩa Lâm Phương là có lẽ anh viết cho tâm sự. Cái gửi gửi người ngàn dặm là anh có một người yêu, cũng anh cũng bỏ đi, bỏ có một người yêu cũng bỏ lại. Nói chung là những bài bài viết của anh á, nó trùng với nhiều tâm trạng rất là nhiều người, trong đó có hoàn cảnh cũng giống như cô. Nhưng mà cô là cái người chuyển tải những bài hát đó, tại vì nó có thể là nó sống động hơn, bởi vì cô là nhân chứng trong những bài hát mà anh viết, thì cho nên nó có cái dấu ấn. Cái những bản nhạc cô hát ra đó là nói chung là cô cũng chuyển tải được cái bài hát của anh Lâm Phương viết thành công mà được nhiều người yêu thích. Tình gì thật nhiều sóng như con tàu vừa tìm vượt biển, một cuộc tình vừa chết trong ưu phiền. Từ ngàn trùng hải lý anh mơ về một ngày nào đó, và ngày về nào đó không còn xa. Bao năm dù cách xa vời vợi, ai ngờ người vẫn trong lòng tôi. Đặc biệt là con thấy cô hát là cho chính cô, là Đúng bởi vì con thấy có đôi khi cô hát bài Chuyện Buồn Ngày Xuân trên y ra mà cô khóc mà. rồi. Có những đó nó y hệt như vậy. Cũng như là cái bài Gửi Người Ngàn Dặm cũng vậy, hay là bài Chuyện Buồn Ngày Xuân khi cô gặp anh Lam Phương ở bên Houston, hồi anh ở định cư bên Houston, thì anh nói đây là những bài hát mà anh nghĩ là em có thể mà chuyển đạt tới tới mức đó, là cái bài anh viết có thể cho anh mà cho em mà cho rất nhiều người trong hoàn cảnh đó, Hoàn cảnh của những người trong cái kẹt ở thời lại. gian đó, Dạ giai vâng. đoạn đó. Và cái cuốn băng nhạc nào là cuốn băng nhạc cô thực hiện tại hải ngoại này đầu tiên thưa cô? Gửi Người Ngàn Dặm Ồ nghèo oh, vậy lắm. Lúc đó qua là cô làm, lúc đó là năm 1981, Dạ. cassette nhỏ xíu à. Phải tự đánh máy rồi tự chụp hình ấy rồi tự làm máy thôi, nó nghèo lắm. Nhưng mà thời đó nó nghèo mà nó bán dữ lắm, bây giờ làm thúng mà bán không được cuốn nào hết. Nghe nói là những cuốn băng của cô làm ở hải ngoại là các trung tâm phải là hốt bạc mà nhờ cô. Cô nghĩ vậy, phải nói là trung tâm Thanh Lan rồi hồi đó trung tâm Giáng Ngọc rồi nhiều lắm, nhất là trung tâm Thanh Lan là cũng hốt bạc, Những cuốn là băng tiếng hát của cô cũng nhiều. Và con cũng thấy một thời gian cô tự mở trung tâm cho mình. Cô làm lấy, nhưng mà hiện tại bây giờ nhà cô cũng còn băng, nhưng mà có lẽ cái nôn náo hay những cái trong đầu những cái chuyện mà để chuyển băng thì cô không còn nữa, nó chết ngắt rồi. Cho nên nhiều khi cô về cô nhìn những băng CD cô còn mới lắm. Nhiều người thấy cô thấy bây giờ cái tình trạng bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Thôi tốt hơn hết, cái gì nó mình cái gì nó mình cái tùy thì tùy duyên thôi, đối với cô tùy duyên. Cho nên cô còn băng cô thâu mà chưa ra nữa, cô mới tin Ổn không? quá. Chứ nếu cô ra là con sẽ ủng hộ Ông cô bây thật giờ nhiều. vẫn còn nhiều bài, có nhiều bài mà ở đây Huỳnh Nhật Tân cũng nói mà cô thâu nhiều lắm, là sao cô cảm thấy cô không còn cái hứng hứng thú để mà phát phát hành nữa. Chắc có thể là hiện 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 tượng bây giờ giờ không còn như cái thời cô xưa thấy cô không, hơn. các trung tâm bây giờ làm rất là cực khổ, tốt Nhưng như trung mà tâm Asia thì còn thấy trung tâm, những trung tâm mà con biết rồi đó, đâu có phải dễ đâu. Làm xong rồi
lấy cái này đắp cái kia để chi, để mang cái những cái tác phẩm ấy tới cho khán giả. Nhưng bây giờ con thấy bây giờ không còn nữa, nó rất là, nó nhiều khi con thấy trời ơi làm cực khổ, nước đêm mà mấy người muốn coi chỉ cần bấm cái là ngồi coi thoải mái, thoải mái. Mình không trách được, cái thời đại này bây giờ nó hiện đại Hiện quá, đại nó quá. văn minh quá rồi, nên nó cũng không trách ai nữa. Trách là của cái mình nói cho đúng là cái gì nó cũng có sự thay đổi, giống như trong đạo Phật nó có là sanh lão bệnh tử thì nó cũng vậy thôi, nó bình thường. Nhưng mà cô nhắc tới các trung tâm thì con được biết là cô có cái sự liên hệ chặt chẽ với trung tâm Asia là của nhạc sĩ Anh Bằng và cô Thi Vân. Xin cô chia sẻ thêm Thật về ra là hồi nhỏ lúc cô hát thì chú Anh Bằng là một trong ba người nhạc sĩ Lê Dinh, Anh Bằng và chú Minh Kỳ, là ba, một tất cả là ba người thầy, cũng là ba người thầy cô, mà nhất là chú Anh Bằng cô rất là thương. Phải nói cô thương, thương cái bản tánh của chú rất là hiền hòa. Cho nên khi mà cô về trung tâm Asia giống như là cái trung tâm nhà của cô nhỉ. Tại sao cô muốn đi đi, cô muốn về về. Đây là sự thật á, chỉ trừ cô muốn biến thôi cô đi chứ. Nhưng mà cô trở lại lần này đó là vì chú Anh Bằng mất rồi, tất cả những người mà tạo dựng Asia cũng lần lượt ra đi hết. Bây giờ chỉ còn có mình Thi Vân thôi. Mà Thi Vân là cái đứa em mà cô thương cô bé từ lúc mà cô chưa lấy chồng, tới khi cô lập gia đình, mà tới khi mà cổ là giám đốc trung tâm bây giờ thì cũng cổ cũng đứng trong bóng tối, không ai biết cổ là ai hết. Tới khi bây giờ mất những người thân, những người ấy ra, nằm xuống hết rồi, bây giờ cổ bắt đầu cổ xuất hiện. Tự nhiên mà cô đi rồi cô cũng mấy, nhưng mà bây giờ cô trở lại lần này là cô đầu tiên là cái tình cảm cô thương, với lại cô Thi Vân á, là muốn thay đổi cái đường lối của Asia, muốn tất cả. Thi Vân là cái người rất là hiền, thì Thi Vân nó ra ngoài đời cô không hiểu Thi Vân có thể mà làm business được, tại vì ít giao thiệp, ít về ngoại giao, mà chỉ mà không có đua đòi. Theo cô thì không biết, con không biết làm sao thì cô vậy, nhưng mà cô không có phải đây nói là nói về tự nhiên mình nói thì ấy, nhưng mà tự nhiên cái lần trở lại lần này là do muốn làm với cái tình cảm từ trong gia đình, chứ không phải là cô trở về ra là trung tâm mới ra đâu. Không có, cô về tình cảm gia đình, người chị không bỏ em được, Cô nói làm con rất là xúc động. cô trở về với tính cách người chị không bỏ đứa em được, cô không bỏ được. Mặc dù tới mà nói chung tới bây giờ cô cũng không có cần tính toán cái gì hết, cô chỉ làm theo cái ý trời, làm theo cái tâm hồn, cái nhân ái, cái tình cảm của mình. Mà sống thì phải có nhân hòa, nó phải có nhân hậu, nó phải có trước có sau. Sống mà con người chỉ biết mà cứ cái chạy theo những cái mà cái lợi cái lộc, rồi cô thấy con cũng phải có nói, nhưng mà rốt cuộc là không có gì, nothing. Con thấy đi, con giờ 24 tuổi rồi, ngày hôm nay con ngồi nói chuyện cô, ngày sau đây là một cái những cái tài liệu, con sẽ không bao giờ nói chuyện với cô được nữa, một Đúng trăm là phần như trăm vậy. thì tất cả theo cái luật của nó thôi. Cô chỉ mong làm sao cái nền âm nhạc của mình ở hải ngoại, các em các trẻ bây giờ nhiều em nhân tài lắm, hay lắm, nhưng mà nếu mình hiểu được cái nền âm nhạc của mình nó quý giá, mà cái làm sao với cái mà cái văn minh của này, làm sao mà ở hải ngoại cộng đồng của mình những cái tài năng trẻ, những cái mầm non sau này sẽ một tinh hoa đẹp cho cái nền âm nhạc Việt Nam. Cô chỉ mong vậy thôi, chứ còn chắc lúc đó còn cô cũng không thấy được được. Với con đó thì con quý cô bởi cái giọng hát của cô, tài năng của cô, thì con còn quý cô hơn nữa là cái tâm của cô dành cho tất cả mọi người, không riêng vì chị Thi Vân hay là Ira. Bất cứ mà người, Đây là con cứ cái điều làm con rất đúng học rồi, hỏi. cô không có mong, cuộc đời sống cô bây giờ chẳng có cầu, không có mong cầu, cái gì nó tới nó tới, mà cái gì nó không tới là không tới cô cũng bình thường, cô không có mong cầu, không có gì hết. Cô chỉ mong là cô tới với mọi người, người nào cũng bình an. Giờ cô muốn tất cả mọi người đừng có hận thù với nhau nữa, đừng có cái gì nữa. Bây giờ cuộc đời này để làm gì nữa, nó tích tắc rồi, để làm gì nữa. Hãy hãy mà
sống tha thứ cho nhau. Dạ, vâng. Đừng có thiệt, đừng có cứ tại vì mình càng sống mà mình càng này kia thì chính mình khổ rồi, ai khổ đâu. Một chị, cô chỉ mong một cái thế giới nó có tình yêu, tình thương vậy thôi. Dạ, hay quá. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Và sau một vài phút thương mại thì chúng ta sẽ gặp lại nữ ca sĩ Thanh Thùy. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ màn ảnh của chương trình The Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Kính thưa quý vị, có cô Thanh Tuyền ở đây thì hôm nay Thái Nhật cũng muốn giới thiệu tất cả quý vị là show thu hình sắp tới của trung tâm Asia sẽ được diễn ra vào ngày 17 tây tháng 3 lúc 7 giờ tối tại một sòng bài rất đẹp, rất vĩ đại, đó là ở Casino Aqua Caliente. Đó là một cái nơi mà lần đầu tiên tất cả các chuyên viên và cũng như các nghệ sĩ của Asia đến để thu hình tại Palm Springs. Cho nên quý vị nào nhân dịp chúng ta bước vào mùa xuân, springtime, quý vị có thể dẫn người thân, bạn bè đến để nghe nhạc và để hưởng thụ trong những ngày đầu xuân. Mà vì vậy, trung tâm mới chọn chủ đề là gió xuân, muốn thổi đến cho tất cả quý vị những cái làn gió thật tươi mát trong cái ngày đầu năm của mùa xuân. Và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Thanh Tuyền, bởi vì cô Thanh Tuyền là cũng góp mặt trong chương trình hôm đó. Lâu lắm rồi mới thấy cô trở lại đó. Đúng rồi, thì cô nói với con là cô trở lại Asia là một cái phần nhỏ, là cái phần lớn là cô không có bỏ Thi Vân được. Tại vì giờ muốn dù không, cái tình với chú anh Bằng, những cái mà thành lập Asia từ trong trứng nước, cô đã nằm ở trong cái chương trình từ lúc mà trung tâm Dạ Lan, Dạ Lan từ cho nên rồi từ đó tới giờ thì cho nên cô trở về lần này là cô mong là một sự đổi mới của trung tâm Asia, một cái chương trình mà nó nghệ thuật, một chương trình mà nó có tình yêu, tình thương, không tất cả đều có một cái nó cái chương trình coi nó có ý nghĩa, không có căng thẳng. Mà khi coi rồi thấy rất nhẹ nhàng, đúng có rồi. Yêu thương nhau hơn. Cô, cho nên cô nghĩ là cái chương trình kỳ này nó sẽ thay đổi nhiều lắm. Trong chương trình hôm đó, bên cạnh những tiếng hát trẻ, những tài năng mới của Asia, thì con còn thấy các thế hệ mà đi trước như là cô nè, cô Thanh Thúy, cô Hoàng Oanh. Đó là những thần tượng mà ngay cả những đứa trẻ như con bây giờ là rất là ngưỡng mộ. Thì hôm đó là chắc con phải thế nào phải tới dự để được xem các cô và các ca sĩ khác. Nhưng nhắc tới Asia thì lúc nãy cô có nói là trung tâm Dạ Lan, thì chắc là cái thời mà Dạ Lan thành lập năm 80 mấy là nó còn sơ sài quá cô ha, đơn sơ nghèo lắm cô. Cái này nói thật, cái mình có sao mình nói vậy, lúc đó là thâu ở trong cái gara đó, hồi cái cassette mà Dạ Lan thâu phải vô cái nhà là đâu có phòng thâu đâu, lúc đó là làm cái nhỏ xíu thì vô thâu. Là kêu là Dạ Lan á, là cô đã làm việc với trung tâm từ lúc đó đó, rồi chứ tới khi rồi ra mới thành lập từ từ đổi qua Asia rồi mới được qua video đi từ lúc đó đó con. Cô bước từ cùng với Asia cả một chặng đường rất dài. Một phần là tại vì lúc đó là cô giống như cô là chú anh Bằng là giống người thầy người chú của cô ở đây nè, nên chú cô cũng lúc nào cũng sát cánh bên chú hết. Cô rất là thương chú anh Bằng. Mà chú trước khi chú mất á, hồi đó đáng lý cái cuốn gì lâu rồi,
chú trước khi chú mất chú gọi điện thoại cô, chú nói là con đi, bây giờ chú muốn con về cuốn này kỷ niệm 30 năm, 32 năm 32 năm của ấy Aira, chú muốn con phải có mặt. ra. Chú cũng nói lúc thì lúc đó chú đã bị ung thư rồi. Chú nói chú muốn, chú không biết đi lúc nào, chú muốn con đi trở về. Có một câu nói cô bỏ hết cô đi về. Con Mà cái chỉ một một người thầy người chú mình mà nói vậy con còn không thể nào, con bỏ hết cô đi về. Đấy. Mặc dù cái sự trở về của cô sau đó thì cô Rồi bị thôi chính đó. quyền trong nước làm khó Cô dễ không rất có, nhiều. cô không quan tâm. Tại vì cô đã nói trước rồi, cô là người nghệ sĩ, nó là thật sự nghệ sĩ. Đúng vậy. Cô thích thì cô hát. Cô không không ở chỗ nào mà căng thẳng là cô không hát. Con người của cô vậy, là lý do là tại cô không có làm một cái gì mà đi ra ngoài cái chức vụ mà người nghệ sĩ thật sự của cô hết. Cho nên cô cứ sống vậy mà cô nghĩ vậy, cho nên ơn trên thì không ai hiểu, chỉ có một mình cô hiểu, chỉ có ơn trên hiểu. Cho nên cô tới giây này mà còn thấy cô, ủa sao nhiều người nói ủa hát hết chỗ này chỗ kia chỗ này chỗ kia, cô nói thì mấy người không hiểu chỉ có mình tôi hiểu thôi, chỉ có đấng bề trên hiểu tôi thôi. Con phải công nhận là khi mà con thấy cô hát, nhất là hát live á, là giống như là cô hát bằng hết cả cái lòng mình, hát như ngày mai không còn được hát nữa vậy đó. Cô hát hết bằng cái tâm của cô, thì đó là cái điều mà con rất là quý. Mà cô rất là vui cái kỳ cuốn video kỳ này, 81 phải không con, 81 cô. mà Thi Vân làm cái chương trình cô thấy hay lắm, nhạc nhân bản tình yêu rồi thấy nó dễ thương mà Và nó mùa bài hát xuân nữa. của cô cũng hay nữa. Cô biết mà cô thích như vậy, cô thích cái Asia phải làm đúng nghệ thuật như vậy đó, cho nên cô tin rằng cái cuốn này rất là hay. Cô nói hay mà hình như cái cô chỉ mong là cái mạng của cô về đấy này mà làm sao mà hễ cô đi tới đâu cô cũng cầu nguyện người nào cũng thành công hết Đúng vậy. đó. Và nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình này thì quý vị hãy gọi ngay cho trung tâm Asia đang hiện trên màn ảnh để đặt những chiếc vé tốt nhất để theo dõi chương trình chủ đề gió xuân tại một cái casino rất đẹp, lần đầu tiên thâu hình tại Palm Springs, đó là Agua Caliente. Đó là một nơi mà quý vị tới đó có thể là tới thử thời vận chút xíu, rồi sau đó nghe nhạc, rồi chúng ta cùng enjoy với gia đình trong cái dịp Springtime này. Và chúng ta chỉ còn những giờ phút cuối, những giây phút cuối, xin cô có vài lời với khán giả. Thật ra thì khán giả cô đi hát cô gặp rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi cái màn ảnh như vậy nó cũng có lợi, tại vì nhiều người không có đi coi hát, thì cô chỉ muốn nói là cô luôn luôn và luôn luôn rất là trân trọng nhớ ơn, phải dùng tiếng là nhớ ơn những cái tình cảm tình thương của tất cả mọi người đã quý mến cô. Và cô nghĩ rằng tới giờ này cô chỉ cầu xin cô đừng làm một cái điều gì mà có nhiều khi cái người nghệ sĩ khổ lắm, người của công chúng mà mình không biết mình vô tình hay cố ý như thế nào rồi mình làm buồn. Thì cô chỉ mong là thôi nếu mà có buồn cô điều gì thì cô xin lỗi, nếu không buồn điều gì thì thương cô thì thương cho luôn, thương thương cô. Cô chỉ mong là cô xin cảm ơn tất cả quý khán giả, và chỉ mong tất cả quý khán giả luôn luôn mọi sự được nhiều bình an trong cuộc sống. Cảm ơn cô. Riêng con thì con kính chúc cô lúc nào cũng khỏe mạnh. Cái sức khỏe là cái quan trọng nhất. Chúc cô khỏe mạnh và giọng hát của cô mãi hay, để chúng con được nghe cô hoài. Cảm ơn con. Xin cảm ơn cô và xin cảm ơn quý vị. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong show Gió Xuân của Asia 81 tại Aqua Caliente. Mùa đông băng giá với thiên tai bão lụt sắp sửa qua đi. Nhân loại đang chờ đón một mùa xuân tươi đẹp và bình an, cùng với niềm hy vọng tràn đầy. Trung tâm Asia xin là những cánh én để mang lại cho quý vị một làn gió xuân tươi mát qua buổi đại nhạc hội thu hình DVD Asia 81 với sự tham dự của các ca nhạc sĩ và MC đang rất được khán thính giả yêu mến, cùng với một chương trình ca nhạc tuyển chọn đặc sắc nhất từ trước đến nay. Thiếu Asia 81 là thiếu cả một mùa xuân. Trung tâm Asia trân trọng kính mời.